Chào mọi người nha. Rất vui khi các cô chú, anh chị và các bạn đã trở lại với kênh Cà Mau Cuộc Sống với tôi của Chức Lê nha. Giờ sáng nay Chức Lê đi vuông thăm lờ cua. Mời các cô chú, anh chị và các bạn cùng xem, cùng theo dõi. Xem Chức Lê sáng đi thăm lờ cua thu hoạch được bao nhiêu. Giờ mình đi lên vuông nha. Đây mình đi ra tới đây là tới vỏ nha mọi người. Hôm nay thức trễ quá, trời nắng lên luôn. Bữa nay thức cơ trễ, trời nắng lên. Dính hai con nữa đó. Một con một cạn. Đây mình có chuẩn bị dây, dây kéo sẵn. Dây đây mình chối nó luôn. Một em chơi ghi chơi quơ càng lên có khi nào quặp vô tay mình không ta. À dạ chứ, tưởng nó quặp thiệt chứ. Chà chà, chơi thiệt hả bạn? Ngoài cho hai quận luôn. Chứ khỏi kẹp luôn. Đây, mình được hai con nha. Hết mồi luôn. Trên vuông sao có cò trắng, trắng nó xuống đậu quá vậy ta. Được một em nữa. Hết mồi luôn. Chơi cho em hai cọng dây luôn. Dính cua nha mọi người. Thank you.
thăm cái kế tiếp. Xiết lên nè mọi người ơi, để sáng thức dễ rồi, chút lái cua nó lại tới. Bán cho nó kịp luôn. Một em nữa. Một con cua yếm vuông. Chơi hai cọng dây luôn. Cua bự thì nhiều cái cọc. Chối hai cọng dây cho nó chắc. Nay trời nắng im trời quá ta, không có miếng gió luôn. Cò bữa nay chỗ đó xong rồi cục cái xong cò xuống nghỉ gì đó. Nước đầy nhóc cây sao xuống kiếm ăn được. À, nó chết quá rồi. Ồ, nó cắn nó gách. Cua nó vô nó phá nó ra đây bà con. Cắn gách lỗ lưới thì nó ra luôn. Ăn hết ngồi nó ra. Sáng thức trễ quá. Mình thăm sớm sớm chút chắc bắt dính thôi. Này kinh cảm nó bơi cực quá. Thường thường mình đặt trên chảng, mình đặt cua đặt trên chảng trên cạn gì nè bà con, cua nó dính nhiều hơn. Cua ban đêm nó thường hay lên trên chảng nó đi ăn. Có cái đống chà đây mình đặt im đó. Đâu đây có cái nghe cua đây ta. Có thu hoạch luôn. Cua nó vô nó quào gồng cỡ này đi. Quan sát gần này. Đây. Bà con xem mình dính con cua quá bự nha. Mắt không ai chèo rồi lại. Cua này cũng lâu rồi mình không có đặt, nên bắt được cua là cua lớn, cua bự không nha bà con. Cua này kêu bằng cua y nhất. Mình đi vuông
thăm lờ mà dính cua y nhất cua gạch thì nó tiền nhiều hơn. Qua mình bơi vòng đằng kia, làm biết bơi vòng qua rồi mình lội luôn, lội qua cho nó mau. Một em nữa. Cua này quá chắc luôn. Đây ở vùng Cà Mau mình, ở đây thì mình chủ yếu nuôi con cua con tôm là chính đó bà con. Sáng mình gấp mình bơi vòng qua để mình thăm cái lờ nó không có ướt mình. Nên mình gấp quá mình sợ lấy cua nó vô. Nó qua mình có cua rồi, nó qua rồi mình bán không kịp. Nên mình mới lội nó mới ướt mình như vậy thôi. Cái lờ này không dính. Bơi lên vuông mình thăm lờ thăm lú, mình chỉ ngồi trên vỏ như vậy thôi. Như có tiếng xe lấy cua nó lại nó cân tôm, lấy cua nó lại nó cân cua. Mình dỡ cái lờ này cái mình bơi vô xiết. À cái này chạy hai con. Mình dỡ cái lờ này cái mình bơi vô xiết mình bán cho nó kịp luôn. Còn một ít lờ nữa. Mình chỉ thăm tới đây thôi. Vô mình bán cho nó kịp luôn. Cua thì mình bắt lên mình gọng 2-3 ngày á cũng được, ngày mai mình bắt cũng được, nhưng mà
mình có mình bán luôn đi cho nó mừng mừng hơn. Nhưng cua này bà con, nhưng cua cái màu nó đục đục như vậy nè, nhưng cua này rất là chắc nha, cua này là bao thịt luôn. Mình chới con cua này nó nhả càng người ta. Thêm cho nó cộng dây nữa. Nhả hết càng thành cua giạt thôi. Đôi khi mình chới cua mà mình chối nó không có được chặt nên con cua nó cũng dễ nhả càng lắm bà con. Sáng mình đi thăm lợ ở đây, còn vỏ máy nó chạy quá xá luôn, ồn quá. Đây bà con, giờ mình thăm lợ tới đây nha, giờ mình quay cho bà con xem cái kết quả. Mình đi thăm lợ buổi sáng nha, thăm lợ cua buổi sáng. Đây. Kết quả mình đi thăm lợ buổi sáng mình được nhiêu đây bà con. Giờ video mình xin tạm dừng ở đây nha. Cảm ơn các cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu các cô chú anh chị và các bạn thấy cái video mình hay thì đừng quên cho Chức Lê xin một like và ấn vào chuông đăng ký ủng hộ kênh Cà Mau Cuộc Sống với tôi của Chức Lê nha. Chức Lê xin chân thành cảm ơn. Rồi hẹn gặp lại các cô chú anh chị và các bạn vào những video sau nha.